để view giúp em nào. Cảm ơn anh Trung nha. Sợ tuyệt vời. Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Và hôm nay tôi lại có một sản phẩm nữa của Wii. Wii 888 thêm chữ C. Wii 888 là mẫu HK416 thêm chữ C nữa, có nghĩa là 416C. Đấy. Mình không nhớ mình đã review cây này chưa, nhưng mà cây HK416D thì mình đã review rồi. Đấy. Rồi, mở hộp cho anh em. Nó cũng tương tự như cây HK416D thôi, C thì nó phiên bản ngắn gọn hơn. Sách hướng dẫn sử dụng rất đơn giản, chỉ có thế này thôi. Wii mà đóng quái của nó cũng đã thấy tối giản rồi. Và đây là băng đạn. Đấy, chức năng gạt lên gạt xuống, hết đạn thì nó sẽ vẫn bắn được. Ui chắc quá. Rồi. PB loader. Đây là cây. À, có thêm cái dụng cụ để tháo cái rác ra. Không phải những tháo rác mà tháo nhiều thứ. Rồi, ok. Bỏ kem ra một bên. Rồi, và đây là cây HK416C của chúng ta với mã là Wii888C. Rồi, đây. Nhìn đơn giản vậy, nắp bằng đạn mình cho đẹp ha. Đấy, như vậy rồi. Nhìn khá hay đúng không anh em? Bất kỳ cạc mà không có kẻ lấy trộm clip. Rồi nhìn chung thì đây là một cây súng chữ C viết tắt của CQB, nên là nó sẽ gọn gàng hơn so với bản D. Gọn gàng hơn là thế nào? Vì cái rát nó sẽ thu ngắn lại này. Đấy, cái đầu ngắm iron sight nó sẽ nằm như này, để như này. Muốn đưa lên thì chúng ta gặp lên như lên. Đấy, còn khi hạ xuống thì hạ như này, nhìn nó rất là gọn gàng. Và như thế chúng ta sẽ không phải nắp các cái phụ kiện vào đây, nó sẽ cũng nắp cái holo ấy. Nắp cái holo vào thì nó cũng gọn. Đây là mình nắp cái holo cho anh em xem. Đây, holo chúng ta nắp vào. Thường những con này nắp với holo là rất đẹp luôn. Đấy, tại vì sao cái holo nó cao hơn cái chỗ này. Khi mình ngắm vào thì nhìn từ đây, nhìn vào cái từ đây này, nhìn vào ngay vào cái thấu kính và nhìn xa. Đấy, holo đắp đoạn này chuẩn luôn. Rồi, bây giờ quay lại với em nó. Nó có kích thước xem nào. Để mình đo ngang tay ước lượng. 1 2 khoảng độ hơn 50 phân một tẹo, tầm 55 phân tầm đấy. Wii này nó không có marking, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, còn nếu mà có marking thì nó sẽ có chữ HK416C đấy. Rát thì ngắn vừa tầm. Cái rát này thì vừa tầm để nắp phụ kiện. Thì vì đầu này, chỗ này thì nó có thêm những cái móc đây để mình đeo dây để mình đeo dây 2 điểm thì nó rất là tiện. Nếu anh em nào chơi off thì biết dây 2 điểm, khi mà mình không bắn mình có thể quay sang sau lưng, và khi bắn thì mình kéo về đằng trước, nó rất là gọn. Thì thường anh em chơi CQB thì sẽ cần một cây súng ngắn ngắn kiểu này, và kèm theo một con handgun để sử dụng những lúc nó gắn cái cự ly nó cực gần hơn nữa, ví dụ như là tường với tường gần nhau, sát nhau quá. Đó. Thì cái hay là cái stock này, cái stock này nó sẽ rất là gọn. Đó. Khi rút ra thì như này, mà khi đóng vào thì cũng sẽ luôn. Con này chỉ có 2 nấc, mình thích thêm nhiều nấc nữa. Thường thì bắn mình sẽ để như này để mình bắn. Đó.
Thực ra thì mình thấy những cái anh em mà chơi chơi mới mới chơi ấy, thì thường không thích cái stock kiểu này, nhìn nó như kiểu chó cụt đuôi ấy. Nhưng mà chơi anh em mà chơi lâu rồi thì những cái stock kiểu này nó lại là những cái mà nó rất là tiện cho anh em chơi. Đấy, cái body của con 416C này thì nó lại phải có một cái, anh em thấy không, có cái lỗ này để cho khi mà cho cái stock lại đóng vào thì nó sẽ vào đây luôn. Đấy, cho nó rất chắc chắn. Rất chắc chắn. Tổng thể thì nó một cái súng khá là gọn gàng. Đây là Wii thì họ làm, đây là phiên bản bình dân thôi chứ không phải là cao cấp gì cả. Nó là dưới 20 triệu. Và cái hay của Wii thì đó chính là lòng mề bên trong là thay được đồ của Ratech vào được. Ratech là một hãng độ súng. Họ làm các cái chi tiết như là bằng CNC hay nói chung là nó rất là xịn. Rồi mua đồ Ratech lắp vào và cứ thế là chơi thôi. Để mình tháo cho anh em xem cái lòng mề bên trong. Để cho anh em xem là lòng mề của phiên bản C này có khác gì không. Thực ra nó không khác gì cả. Nếu như mà anh em mà sử dụng những cái, đã tìm hiểu về dòng Sig ấy, dòng MPX hay là MPX hay là MCX thì cái bow của nó sẽ thiết kế khác đi. Nó là bow hành trình ngắn để cho đến đây này, đến đoạn này nó cắt lên đây là cái bow thì chạy đến đoạn này thôi. Còn những cái dòng C thì nó vẫn có một cái khoảng thế này để cho cái bow nó chui trong đây. Đấy, mình sẽ tháo cho anh em xem. Đấy, đây. Cái hành trình bow nó vẫn chui trong đây này, chui trong đây. Đấy. Đây, cái bow nó vẫn là những cái bow bình thường thôi. Nó vẫn giống như những cái bow của những cái con dòng AR khác, HK416 hay M4. Chứ nó không phải là dòng giống như dòng Sig hay là dòng MBX. Sig Sauer MBX. Súng thì vẫn chế độ safe, semi và full auto. Semi, full auto. Nhìn chung đây là một cái súng khá là gọn gàng. FPS thì nhà sản xuất công bố nó vẫn rơi vào tầm sấp xỉ 400, 380, 400 tầm đấy. Cho anh em nắp lại, nhìn rất ok đúng không? Đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ nạp đạn và bắn test cho anh em xem. Với Wii thì mình cũng có rất nhiều clip nói về những dòng M4 hoặc là 5C, HK416D của Wii rồi. Thế nên là cái C416C này thì nó cũng không có nhiều cái để mình nói thêm nữa. Ngoài cái stock nhìn nó lạ lạ vậy thôi. Với cái phần này hàng sai, nước sơn vẫn vậy. Nói chung là rất thích hợp cho anh em nào chơi dạng CQB. Anh em nào chơi CQB gọn nhẹ. Cân nặng con này chỉ 2 cân mấy thôi, chưa đến 3 cân. Chưa đến 3 cân. Mà căng lắm thì đến 3 cân, bởi vì cái dòng rát này, dòng rát của dòng 416 này nó dày, và nó nhiều ray. Thế nên là nó sẽ khá là nặng. Còn nếu như rát dạng mà lốc hay là cây mo thì nó cắt xẻ nhiều thì nó sẽ dễ nhẹ hơn đi rất nhiều. Trước đây thì mình thích những cái súng dài, vác chạy nó oai. Giờ thì thực sự chỉ thích những cái đồ gọn nhẹ thôi. Không được ngon lắm này. Súng mới là việc nhồi đạn nó cũng hơi khoai một tẹo.
Rồi. Ok. Lên đạn. À. Wow. Cái này mình không biết nó có khác gì ngày xưa không, nhưng mà cái lúc mình kéo lên bow của nó phát ra âm thanh khá là hay, tiếng kim loại. Rồi ok, bắn sơ bi trước. Ủa, anh em nghe gì không? Tiếng đập kim loại. What the hell? Có này nó có tiếng đập kim loại khá là ấn tượng nhá, mình không biết là nào Huy đã cải tiến gì ở trong chưa. Thực ra cái cải tiến này mình không thể nhìn được đâu. Chủ yếu là mình không biết Huy nó có cải tiến gì về chất liệu không, nhưng mà lúc bắn mà tiếng bâu của nó đập nghe giống thép phết đấy. Rồi ok, tí mình sẽ thử xem. Giờ cái bâu có phải bâu thép không? Mình nghĩ không phải là thép đâu. Ờ, có thể là thép. Rồi ok. Để mình bắn test xong một tí, mình tháo ra là lần nữa mình kiểm tra cái bâu phải thép không. Nhưng mà âm thanh nghe khá là đanh. Nó có vẻ đanh mà nó có một cái tiếng kim loại vọng khi mà bắn xong. Rồi, xem nào, Sumi. Ủa, 410. Vãi đái phết nhỉ. Hết đấy. 402. 385. Cũng sụp xem vậy thôi. 380. Thế rồi tổng từ 380 đến 410, 420 kiểu đấy. Nhưng vấn đề là cái âm thanh của cái bâu nó đập nó nghe rất là vang. Mình không biết có phải là bâu đã lên thép hay chưa, hoặc là cái gì đó chưa. Tí nữa mình sẽ phải mổ ra mình kiểm tra. Nhưng mà mình thực sự ấn tượng về cái âm thanh này của này. Của con này. Khi bắn sơ mi nhá. Đấy. Nghe nó có độ ngân của kim loại khi nó va vào nhau. Rồi ok, full auto. Yeah. Okay. Những thường súng mới là vậy mà. Khi bơm ga nó vẫn không được mướt đâu. Phải. Rồi, bây giờ thì nó trơn đây. Nhồi tiếp mấy viên. Rồi. Đấy, tiếng bâu rất là có độ vang khi mà mình kéo hoặc mình bắn. Rồi, full auto nhá. Hết đạn không khóa, thế nên chúng ta phải đẩy cái này lên. Đẩy cái chốt này lên thì khi nào bắn nó hết đạn nó sẽ khóa. Mình sợ bị ấy quá. Đây, ấn cái này xuống. Đẩy cái này lên. Có nghĩa là cái này này nó sẽ trồi lên. Để lúc đấy chúng ta sẽ bắn, nó sẽ khóa lại. Ok, cái này tí mình fix sau. Nhưng đây là tính năng chứ không phải là lỗi, anh em hiểu không? Đấy. Đây thì cái này này, nó sẽ trồi lên và khi hết đạn nó sẽ giữ lại. Đây, nó sẽ trồi lên và khi hết đạn nó sẽ giữ lại cái bâu. Rồi bỏ qua vấn đề đấy, vì cái đấy nó là cái tính năng thôi, mình sẽ chỉnh cái chỗ này, gà lên gà xuống. À, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái bâu nó làm cái gì, mà nghe âm thanh nó cũng khá là ngon tai. Keng. Hay đấy, đây. Kéo stop chúng ta gà thử đây nha, cái chốt này. Cái cách mở ra nó cũng khá là zip zip zip. À. Không phải bằng thép. Ồ, bộ búa thép. À đây. Anh em thấy không? Búa nó đã là công nghệ mới một chút rồi. Đấy, cái búa nó sẽ có một cái bánh xe ở đây, nó đỡ. À. Nó sẽ đỡ. Đây là cái bâu này. Cái bâu nó chạy này thì cái bánh xe đỡ nó trượt.
Thế nên khi bắn nó rất là trơn, smooth. Cái đấy khá là hay. Ok, cái này ghi nhận. Bộ cò trong bằng thép này anh em ạ. Chuột gì chứ. Ngon, Huy bây giờ khá vết thảo lao. Thảo lao mình thấy Huy lô này nó giá nó cũng khá là cao. Giá cao nó không gần như nó đều chênh hơn ngày xưa một chút. Chênh như thường là 2 triệu. 1,5 triệu đến 2 triệu các mẫu. Đấy. Rồi, ok, vậy là mình đã vừa mở hộp và chia tay nhanh cây HK416C của Huy cho anh em. Đánh giá chung thì đây là một mẫu súng gọn nhẹ và cái cảm quan khi bắn, khi test thì mình thấy là Huy đã có cái sự nâng cấp ở trong sản phẩm của họ rồi. Đấy. Chất lượng thì mình phải thời gian thì mới biết được, nhưng mà cái cảm nhận ban đầu thì mình thấy khá là ok. Có cải tiến nha, hệ cò hệ búa trong cũng đã, hệ búa trong nó làm bằng thép rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.